Mời quý vị đến với tin tức giao thông đáng chú ý. Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã có yêu cầu đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BOT tháo dỡ những biển báo không còn phù hợp với thực tế. Biển báo hiệu thu hồi phải được quản lý, bảo quản theo quy định. Theo đó, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các doanh nghiệp, dự án, nhà đầu tư BOT, VEC triển khai thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động, không dừng trên hệ thống quốc lộ cao tốc. Tuy nhiên hiện nay, một số trạm thu phí còn các biển báo chưa phù hợp với hình thức thu phí tự động không dừng, ví dụ biển cấm dừng xe quá 5 phút, cửa nhận vé. Do đó, đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT, VEC khẩn trương rà soát, chủ động tháo dỡ các biển báo không còn phù hợp với hình thức thu phí không dừng tại các khu vực, các trạm thu phí do đơn vị mình quản lý.